Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn đầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được." Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Suy niệm phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên 5B hôm nay nói đến những chọn lựa trong cuộc sống của con người, và đặc biệt là chúng ta phải chọn Chúa. Không có chọn lựa nào mà không phải trả giá. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn đúng, chúng ta yên tâm rằng chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể như bài tin mừng theo Thánh Marco chúng ta vừa qua trên đây. Có cuộc đối thoại thân tình giữa Chúa Giêsu và người đàn ông giàu có. Mở đầu, người đàn ông giàu có đặt ra vấn đề quan trọng: người ta có thể tự mình đạt được sự sống đời đời, hay đó là một ơn ban của Thiên Chúa? Câu hỏi của người đàn ông ngụ ý rằng anh ta tin mình có thể làm những điều gì đó để có thể đạt được sự sống vĩnh cửu. Câu trả lời của Chúa Giêsu về việc tuân giữ lề luật cho thấy những người muốn có sự sống đời đời thực sự cần phải sống một lối sống theo luật Chúa đòi hỏi. Người đàn ông không đặt Chúa Giêsu vào một tình huống để thử thách. Anh ta đã tiếp cận người qua dấu chỉ tôn kính sâu thẳm. Đây là một người đàn ông trung thực và ngay thẳng. Anh ta thực hành lề luật ngay từ thuở nhỏ. Nhưng anh nhận ra rằng mình vẫn còn điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống. Chúa Giêsu nhận ra sự tốt lành này và người thương mến anh ta. Chúa Giêsu dường như không đón nhận lời tôn xưng của người đàn ông, nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa là nhân lành. Chúa Giêsu không nhận mình là nhân lành. Đúng hơn, người muốn anh ta hãy suy nghĩ thêm về những gì anh ta vừa nói.
Tuy nhiên, phần anh chắc chắn anh không phủ nhận được những đức tính tốt của chính mình. Khi người đàn ông thưa với Chúa Giê-xu lần thứ hai, anh ta không sử dụng tính từ nhân lành. Thứ hai là danh sách các điều răn. Chúa Giê-xu kể ra thêm một lệnh truyền không được làm hại ai. Việc mô tả chi tiết những đức tính tốt của người đàn ông là rất quan trọng. Nó cho thấy rằng ngay cả những người công chính cũng khó đáp ứng những đòi hỏi triệt để của việc làm môn đệ. Tuy nhiên, người đàn ông đã không thể từ bỏ sự giàu có của mình. Chúa Giê-xu lợi dụng trường hợp cụ thể này để đưa ra một tuyên bố chung, khiến ngay cả môn đệ của người cũng phải sửng sốt. Người sử dụng một ví dụ sinh động để minh họa những người giàu có bị khó khăn như thế nào khi bước qua một khe cửa hẹp. Không nơi nào trong giáo huấn của Chúa Giê-xu nói rằng giàu có là xấu. Thật sự, giàu có, thịnh đạt được coi là một dấu chỉ sự ưu ái của Thiên Chúa và phần thưởng cho lòng mộ đạo. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng của cải và sự dư dật có thể làm người ta chệch hướng, rời khỏi mục tiêu thực sự của cuộc sống và là một trở ngại cho việc đi vào nước Thiên Chúa. Quyền lực và sự an toàn mà nó đem lại có thể làm người ta không cần đến ơn Chúa và khước từ lòng tin vào người. Chúa Giê-xu thừa nhận rằng đây là những lời khó nghe. Câu trả lời của Chúa Giê-xu có lẽ là chìa khóa để hiểu toàn bộ đoạn văn. Anh chỉ thiếu có một điều, là anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182 tại thành Assisi ở phía bắc thủ đô Roma, Italia, và qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226. Ngài quyết định bỏ tất cả, sống cuộc đời hoàn toàn nghèo khó để nên giống Chúa Kitô năm 1206. Bị cha già phản đối, dù rằng hiếu thảo là trên hết, nhưng Thánh Phanxicô Assisi không dám chống lại ý Chúa. Ngài đã bán tất cả của cải của mình, phân phát cho những người nghèo khó và chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, rồi đi loan báo tin mừng cho Thiên Chúa. Ngài được chính Thiên Chúa thúc đẩy thành lập dòng anh em hèn mọn. Thánh Phanxicô đã sống nghèo khó tuyệt đối. Ngài muốn bắt chước Chúa, muốn noi gương Đức Mẹ để sống cuộc đời khó nghèo. Lời quyết không hề phai, đường yêu thương có Chúa song hành, từng ngày hân hoan bước theo Ngài. Chúa con phòng nâng đỡ dắt dìu, xin cho cuộc đời con trở nên nhân chứng.
chân con vào đời, có ngày luôn gọi mời, yêu thương mọi người mãi không hề vơi. Ngàn hồng ân như mưa đổ tràn, tình ngài thương như sóng dâng trào, ôi ngọt ngào ân phúc khắc sâu. Cầu ước thề đoàn hứa sắt son, những dải sầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng. Hôm qua và ngày mai, nguyện phó thác trong tay ngài, mong trót đời yêu Chúa mãi thôi. Hồng ân như mưa đổ tràn, tình ngài thương như sóng dâng trào, ôi ngọt ngào ân phúc khắc sâu. Xin cho cuộc đời con trở nên nhân chứng tình yêu, xin cho vẫn luôn vuông tròn, cầu ước thề đoàn hứa sắt son. Những dải sầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng. Hôm qua và ngày mai, nguyện phó thác trong tay ngài, mong trót đời yêu Chúa mãi thôi. Xin cho cuộc đời chứng tình yêu, xin cho cuộc đời con ngày tháng vẫn luôn vuông tròn, cầu ước thề đoàn hứa sắt son. Những dải sầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng. Hôm qua và ngày mai, nguyện phó thác trong tay ngài, mong chót đời